Công thức làm bánh waffle ngô ngọt chỉ với 3 nguyên liệu trong 3 phút. Không chỉ em bé ăn được mà cả nhà cũng mê tít luôn. Công thức này mình đã thử qua rất nhiều lần rồi nên các bạn yên tâm thành công 100% nhá. Còn bây giờ thì vào bếp với mình nào, let's go. Nhất định phải thử nhá. Sau hơn 2 tháng trở thành siêu đầu bếp của con gái, đọc và nghiên cứu qua rất nhiều quyển chân kinh thì mình đã đúc kết ra được công thức này mà chưa ai làm hết. Bí kíp này là bí mật và độc quyền, các bạn đừng có chỉ cho ai cả nhá. Ngô ngọt mình dùng nửa bắp, thêm vào đó 100ml sữa mẹ, một lòng đỏ trứng gà nếu em bé dưới 1 tuổi, xay thật nhỏ hỗn hợp ra, cho vào hỗn hợp 4 muỗng bột mì hữu cơ. Mua ở đâu thì mình không chỉ đâu. Đánh thật đều hỗn hợp lên, bột sền sệt như thế này là được rồi đấy. Bây giờ đến điểm mấu chốt là mình cần một cái máy xịn sò để nướng bánh. Các bạn có thể tìm nó trong giỏ hàng của mình. Quét lên khuôn một lớp dầu cho dễ lấy bánh và cứ thế đổ hỗn hợp lên thôi. Chiếc máy đa năng này mình mê tít các bạn ạ. À, sandwich, waffle, bánh cá, bánh donut, nó cân được tất. Hôm sau các bạn muốn mình làm bánh gì comment ở dưới ngay nhá. Cuối cùng thì cũng hoàn thành món bánh yêu thích rồi. Bây giờ thì mời mọi người mukbang với bạn nhá. Nếu thấy clip hay và bổ ích thì ấn follow ủng hộ mình và ấn theo dõi YouTube của mình cũng như các trang khác ở trên đầu trang để không bỏ lỡ những clip thú vị nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Goodbye.